rất hay và rất quyết tâm. Tụi em phải học hỏi nhiều. Em ấn tượng cầu thủ Phan Tấn Tài. Em cần học hỏi anh nhiều hơn về tấn công, phòng ngự. Em tự tin về khả năng tấn công của mình, nhưng cần cải thiện về khả năng phòng ngự. Mục tiêu của em trong đợt tập trung lần này là cố gắng tập luyện để được thầy xếp vào đường chính thức. Mà em với đồng đội sẽ cố gắng từng trận và sẽ cố gắng đạt thành tích như thầy đưa.